Con muốn vương dư tam phật, cho con trong thân đệ đức và toàn thể các anh đệ sinh chắp tay ngang lực nhiều nhân điều vương sư. Phải dám nói là một tỉnh
thần khí đồng bằng, không có rừng, không có biển, không có đồi, không có núi, và là một tỉnh duy nhất trên đất nước Việt Nam này không rừng, không biển, không đồi, không núi. Một bên là dòng sông Hồng thơ mộng, và một bên là dòng sông Luộc, tức sông Thái Bình. Đố em nào biết đó là tỉnh nào? Tỉnh nào ạ? Thái Bình có biển, Thái Bình có núi, tỉnh nào ạ? Em nào đoán đúng được thưởng, muốn lấy phần thưởng bao nhiêu? Bao nhiêu? Cái gì? Rồi mời em. Vâng đúng, cảm ơn em, rất là đúng. Đó là tỉnh Hưng Yên. Hưng Yên là một tỉnh nhỏ bé, bằng tính ra diện tích bằng một huyện Cao Bắc của Đắk Lắk chúng ta. Hưng Yên có cái nổi tiếng đó là nhãn. Hưng Yên quê tôi, chuối ngọt, nhãn đồng, bổ ngọc, rau phay, gà con, sư hổ, 3 ngày 1 cân. Kêu. Vâng, với thời tuổi trẻ, thời còn đi đuổi bướm, chăn trâu, cắt cỏ, là một tỉnh thần khí đồng bằng, và là một người thuần nông. Thầy sinh ra và lớn lên học cách 12 ở tại tỉnh đó, và thuần nông nghiệp với mái chùa quê, và cả một cái chặng đường tuổi trẻ của thầy gắn bó với ngôi chùa quê. Nếu bây giờ thầy là bật mí hết cái bí quyết nó ra thì chắc chắn thầy Hải Trung thầy sẽ mang tôn thầy. Ngày xưa chùa thầy là mùa nào cũng có trái cây đấy, nhưng mà nó nhỏ hơn. Cụ thầy là ăn trái cây trước rồi sư phụ mới hái cũng bật sau. Mùa xuân thì bắt đầu có trái táo, mùa hạ thì dưới hồ có sen, có quả mật, tức ngoài Bắc gọi quả dâu. Mùa đông thì có quả nhót. Xuân hạ thu đông tất cả đều có, mùa nào và trái cây đấy là trẻ thân trâu chân bò kéo bờ. Cho nên mỗi khi trái cây của chùa chín là chuẩn bị kế hoạch hoàn hảo để sáng mai làm rồi không nói nữa, tự biết. Và thầy kể ra có một lần hái trộm trái cây nhãn đúng vào mùa này, mới nghỉ hè xong hái trộm nhãn từ chùa bị sư phụ bắt được, và bắt được 3 bước thì tự nhiên thầy là một đứa ăn đòn nhiều nhất. Bởi vì đi chùa mà không cương mẫu, không những ở chùa ăn đòn mà về nhà còn một trận nữa còn khủng khiếp hơn. Nhưng đúng quả thật không vào thì nói nhất không chừa để bật mùi dừa bánh đa. Và thầy nhớ lại một lần sư phụ bắt quỳ hương, và thầy bị quỳ nhiều kinh nghiệm rồi, là sư phụ thì già 90 mấy tuổi, cụ quay đi quay lại là đốt nhang và chạy nhanh mất được khoảng 10 phân. Thế là mình không nói được khoảng 2 phân. Và lần sau sư phụ có kinh nghiệm là quỳ nhang bằng đồng hồ chứ không có quỳ bằng cái nhang đấy. Hiểu chưa? Và thầy nhớ mãi mùa hè năm đấy. Thực sự ra thì không biết làm sao, của nhà thì trái cây có, nhưng mà lại vẫn có thích ăn của chùa. Và ăn của chùa thì lại xin thì không dám, ăn trộm vẫn ngon hơn. Đó. Và thời gian vẫn thoát như thoi gương. Khi học hết 12, thầy bắt đầu vào thành phố Hồ Chí Minh, cũng nhân duyên từ cái vỏ bắt đầu sơ khai ấy, mình luôn gắn bó với chùa. Thì chùa
chùa quê nó nghèo lắm, chứ không có được hoành tráng như Nga như chùa Liên Trì chúng ta đây đâu. Nhưng nó có một cái kỷ niệm rất là khó quên đối với mình. Và từ cái lý do đó, khi mình vào đến thành phố Hồ Chí Minh là một cái thành phố, một cái mảnh đất hứa cho tất cả bao nhiêu con người, trong đó có mình. Vốn dĩ mình sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo, và từ lúc bé không biết, thầy không biết lần nào là lần đầu tiên thầy đã nghe cái tiếng chuông chùa. Có nghĩa là mình không, bây giờ kiến thức của mình nó không đặc biệt lại được lần nào là lần đầu tiên mình nghe tiếng chuông chùa khác và phát tâm xuất ra. Nhưng ngôi chùa quê không bao giờ nó phai nhòa trong cái tiềm thức của thầy. Và hôm nay thầy đã đi xuất gia và trở thành một nhà sư trụ trì của một ngôi chùa. Và khi nhìn thấy các em là thầy hãy nhớ lại cái cảnh của mình ngày xưa là như thế. Thầy trường ban tổ chức mời thầy có một buổi nói chuyện để mình nói chuyện với các em với cái chủ đề tuổi trẻ và văn hóa dân tộc và văn hóa Phật giáo. Tuổi trẻ là một cái tuổi năng động, sáng tạo. Nếu như chúng ta sống một chặng đường tuổi trẻ chúng ta đi mà sau này chúng ta lớn không để lại một cái tiềm thức gì, hoặc là cái khóa tu này mặc dù rất là ngắn ngủi nhưng thầy mong rằng các em sau khi kết khóa tu này các em luôn nghĩ về một cái kỷ niệm tốt trong một thời gian ngắn. Tuy nó ngắn nhưng nó lại một cái kỷ niệm rất là khó phai mờ. Thầy mong rằng các em duy nhất có một điều, 3 ngày các em ở đây, thầy chỉ mong một điều rằng các em biết mong điều gì không? Đố em nào nói được. Thời gian ngắn các em lưu trú tại chùa Liên Trì này, thầy ban tổ chức tất cả mọi người chỉ mong các em một điều duy nhất thôi là biết liền. Nhưng bây giờ đố điều gì các em biết không ạ? Thầy, quý thầy và ban tổ chức mong mỏi các em một điều duy nhất, đó là điều gì ạ? Điều gì? Có 3 câu thôi. Không thể nào nói được. 200 nghìn. Đúng. Đúng, 200. Điều gì? Ông đứng thì nói đọc hàng điều gì? Em nào giơ tay à? Em nào giơ tay cho cả nhà xem nào. Thầy có tổ chức khóa tu, nó có chuyện này xảy ra.
Chuyện thứ nhất là đến Hà Bắc sắp ngủ rồi được gọi ông nhỉ, mà cô học nhà thầy ngày xưa là cô đến 7 ngày rồi, thì em có khăn gói ông nước khắp lên thưa thầy con về. Sao vậy? Con không thích cái bạn cái nhìn thấy to quá. Rồi tiếp theo này của cô bị thơ nữa, thưa thầy con về. Trời ơi, xui xẻo mới mở khóa tu phường con mỗi tháng thì con về như thế. Vụ án gì vậy? Các bạn phải bế lên cái mùi mồ hôi quá chịu quá. Rồi, tại sao vậy? Chúng ta đến đây để gì? Có phải vì có ngủ không? Có phải vì miếng ăn không? Đến đây cái gì? Tu cho thành vui nhất. Người ta ngay to, người ta mang cái bệnh ấy nó cả cuộc đời, người ta còn không khổ, mình có khổ. Có ai muốn mình bị viêm cắn không? Vậy mà người ta mang cái bệnh nó cả cuộc đời, người ta không khổ, mình có chút xíu mà khổ. Vậy thì mình tu ở chỗ nào? Mình không có một cái tinh thần chia sẻ, mình không có một trái tim nhân đạo để cảm thông. Người ta cả một cuộc đời kia, ta còn không khổ, mình có những sự khổ. Mình mua gì? Mình đến đây tu là chính. Này còn có một cái tiểu thơ có thể kể cho con nghe. Ăn chay không chịu nổi, không chịu nổi đến ngày thứ ba mà mượn điện thoại của ban tổ chức yêu cầu mẹ mang đi một con tôm, không là con bỏ về con nó thức hả? Mẹ bảo mẹ cho nó ăn hay là sao? Nói giờ mẹ nó không đem tát cái đồng hồ mẹ không đem con bỏ về xót vừa mà đồ chịu nổi hả? Cho nên thầy mong rằng các em lưu tâm, chỉ có 3 ngày, nhưng mà các em thấy rằng đến lúc chia tay ấy, nó buồn ghê lắm, nó bùi ngùi lắm, mình không muốn về đó, muốn tu nữa đó. Nhưng mà cái giây phút mà nó dễ thương thế này chúng ta không cảm nhận được, cho nên chúng ta đừng có bỏ. Cái tuổi trẻ con này gắn bó ngôi chùa cũng có được như các em đâu. Các em biết rằng ngày xưa một lần mà đi cũng đi bái lễ gì ở chùa nào thì mà tụ tập đông người nhé, ăn cờ tình làm tôi xin phép chết luôn không được. Thế rồi quý bác trong đó cả bà thầy là hoàn là một người thầy ở đây đăng cho và không có tổ chức gia đình Phật tử, không có khóa mùa hè, chỉ có em nào hay theo mẹ đi chùa, có những khi đó biết được Phật pháp, và biết được Phật pháp thì nó mới tốt, mới có cái duyên, chứ còn bằng không là không có cái nhân duyên như các em ở đây. Thầy mong rằng 3 ngày cũng học, các em phải nắm rõ tâm hồn để gặt hái được nhiều cái thành tựu. Thầy trưởng ban tổ chức, các anh các chị bỏ ra một cái khoảng thời gian nhất định để tổ chức được một cái khóa tu này cho các em. Việc làm đó bằng cả một tấm lòng. Nếu như các em không tôn trọng một quy thì vô hình chung chúng ta có lỗi với người lớn, tức là lỗi với thầy trưởng ban cùng các anh các chị. Vậy thầy mong rằng khi hết quá khứ này, nó là một cái dấu ấn đẹp và các em luôn giữ mãi
qua năm không biết có tổ chức được không. Chùa nhà này năm 2010 muốn không làm được rất nhiều lý do. Năm 2011 này cũng bó tay không còn, không làm được, lực bất tòng tâm. Và năm nay các em có duyên được gặp nhau, qua năm không biết có gặp nhau được không. Thầy nghĩ chư Phật đã sắp xếp cho các em được cùng nhau chung mái chùa này, và chư Phật cũng sắp xếp cho các em được ăn ngủ cùng nhau, ăn ở cùng nhau. Thì các em hãy thấy đó là một cái hiểu về cái nhân duyên, là mình với bạn ấy hai người đều có duyên với nhau. Đừng bao giờ đánh mất cái nhân duyên đó, và đừng bao giờ chỉ vì một cái chuyện bé nhỏ tèo teo mà buông ra được cái ngôn ngữ nó không tốt ở ngôi chùa này, ở khóa tu này. Đó là một điều đáng buồn. Khi các em về nhà rồi, các em muốn nhớ cái kỷ niệm này. Và thầy em tiếp các em một điều nữa, điều này sau này nó sẽ khó với một số các em. Khi kết khóa tu này chúng ta về, mỗi người một nhà, các em phải mong văn tổ chức làm sao có một cái địa chỉ liên hệ, để rồi có một ngày các em gặp nhau để ôn lại cái kỷ niệm đó. Nếu qua năm chùa Liên Trì tiếp tục tổ chức là một cái điều đáng quý hay đáng tâm lại. Khi về gia đình, các em đi học, các em ra ngoài, nhiều lúc cuộc sống nó căng thẳng về áp lực về gia đình, áp lực về học đường, áp lực về xã hội. Bất cứ một chuyện gì nó xảy đến với các em, nếu như về nhà thì ba mẹ anh chị em người lớn ta này, các em khoan tự quyết định bất cứ một điều gì. Và cái điều đầu tiên thầy khuyên các em rằng, nếu như mai này có một cái gì đó áp lực và làm các em khó chịu, thầy khuyên rằng các em hãy khoan tự tịnh làm điều gì. Và cái địa chỉ đầu tiên thầy chỉ các em hãy có là ngôi chùa Liên Trì này. Đi một mạch đến chùa Liên Trì hoặc gọi điện cho thầy trưởng ban, các anh các chị trong ban quản trại này. Như vậy thì các em phải lưu hết số điện thoại của quý thầy và của các anh các chị này. Bất cứ lúc nào, kể cả 11, 12 giờ đêm, nếu như các em có một cái tình huống gì nó đến với các em mà khó xử mà thầy không dám dùng cái ngôn ngữ mà nói ra được, có nghĩa là nó khó lắm, khó cực kỳ là khó hơn, thì ngay lúc đó lập tức nếu mà khuya quá chủ động ở rồi thì hãy gọi đi cho thầy, cho các anh các chị để được tư vấn, để được tấm lòng mình nó nhẹ nhàng hơn. Đừng bao giờ đơn phương quyết định bất cứ một việc gì. Các em nghèo làm được không? Bởi vì chính khóa của nhà thầy 2 năm 2018
50 khóa sinh, năm 2009 được 586 khóa chi, là rất tiếc hay là về hạn thì không làm được. Không biết người em mê nghe chuyện quá bị cha mẹ đánh, nhà trường kỷ luật bỏ đi xuống tận nha nha, trải hết tiền luôn, có chiếc xe gắn máy cầm mất không dám về, và gọi điện cho thầy, rồi thầy mò mãi thầy lại tìm đến nhà, rồi gia đình từng đang sốt ruột đi kiếm con mà không biết ở đâu mà tìm. Thế thầy nhận được một điện thoại, thầy phải đến, thầy làm việc, và thầy kêu em có về. Và giờ này em cũng tin vui, năm vừa rồi bạn học sinh ở đây của trường ăn đi đó. Các em đừng có bao giờ nghĩ mình sẽ cuối cùng, đừng có bao giờ nghĩ như vậy. Trong kinh nhà Phật có một câu rằng Bồ Tát nào có quá khứ mà chúng sinh nào có tương lai. Các em nhớ lên đi ra đời làm việc, trai không thì dựng vợ, gái lớn thì gả chồng, đó là điều đương nhiên, trừ những em nào theo thầy. Thầy báo các em biết bắt như thầy như vậy là được. Năm bảy em phát tâm xuất gia, là không biết ở đây có một trường bao nhiêu em. Tôi hy vọng được một phần người đồng ý. Có em nào sống không không? Thôi cái đó là để nhân duyên. Khi đi làm, khi lớn lên chơi với bạn, đặc biệt là bạn đời, các em phải hiểu một điều rằng các em có thấy trong gia đình của các em, trong dòng họ của các em có những người thân quen, có những người anh, người chị lấy vợ lấy chồng rồi bỏ tôn giáo của mình theo họ, thấy không? Thấy không? Như vậy thì chính bản thân các em phải lưu tâm thể điều này. Đừng bao giờ làm những việc đó. Và bản sắc văn hóa nó gắn liền với mái chùa, và cái sự sinh hoạt truyền thống văn hóa của gia đình chúng ta ngày. Nếu như có em nào giờ này chưa biết cách lễ ông bà tổ tiên, chưa biết cách thắp nhang như thế nào là đúng, các em hãy học hỏi bạn ngay tại khóa tu này và học hỏi thầy ngay tại khóa tu này, để sau cái khóa tu này về các em phải ý thức một điều rằng khẳng định cho mọi người trong gia đình rằng mình đã trưởng thành. Có em nào giờ này chưa biết lễ đại ông bà không? Gia đình nhà các em ngày đầu ngày Tết chắc những việc đó là hoàn toàn người lớn làm hết cả các bạn, đúng không? Và các em chỉ biết nhà mình có cơm không, là mình ăn cơm không, mình ăn có không, còn mày là mình không biết cái gì. Thì ngay khóa hôm này các em hãy học hỏi của bạn mình và
chùa Liên Trì thì mong các em là giữ nó quy. Khi kết khóa cung rồi, mỗi em về nhà rồi, thầy mong rằng các em luôn trân trọng cái kỷ niệm này. Và điều gì nữa các em nhớ không? Các em nên áp dụng những lời hướng dẫn của quý thầy cô, quý anh, quý chị vào cuộc sống hàng ngày. Có một điều thầy mới dặn các em hồi nãy đó là khi về nhà có lúc nào đó cảm thấy cuộc sống khó, căng thẳng, khó chịu, đừng bao giờ tự quyết định một điều gì cả. Nếu nhà gần chùa hãy đi một mạch đến chùa, nếu mà buổi tối thì hãy gọi điện thoại cho quý thầy, quý anh chị, hoặc chia sẻ với một người bạn tốt nào đó để có một lời khuyên nhủ chín chắn để mình tỉnh thức ngay lập tức, và để rồi ngày mai mình sẽ thấy cuộc sống nó tốt đẹp hơn. Cả ngắn gọn trong hai điều đó, khi còn ở đây và khi về nhà. Đó là thầy mong rằng các em lưu tâm trong điều đó là thầy. Thầy lưu tâm các em như nào? Em nào như quy y Tam Bảo thì hãy khóa tu này, hãy thưa với các em các vị, thưa với quý thầy là xin cho được một buổi quy y ở bài khóa tu này, đó là một cái kỷ niệm khó quên. Các em nghe chưa? Em nào chưa sinh hoạt gia đình Phật tử thì khi kết khóa tu này, các em hãy liên hệ với thầy tử Phật tử để được sinh hoạt trong gia đình Phật tử. Thầy tin chắc rằng cái buổi nói chuyện của thầy hôm nay mục đích là tuổi trẻ với văn hóa, bản sắc văn hóa, đặc biệt văn hóa Phật giáo. Nếu như ở đây các em chấp hành một cái tốt, về nhà em nào chưa sinh hoạt gia đình Phật tử hãy vào buổi gia đình Phật tử sinh hoạt, em nào chưa quy y hãy xin quy y. Các em nào được những điều đó hãy yên lòng bản sắc văn hóa các em cũng được. Nếu như lúc này thầy nói có những cái nó cao siêu quá, có những cái nó không cây quá thì cũng rất khó, và thầy chỉ mong rằng những cái điều dễ làm gần thứ nhất là các em lưu tâm được điều đó là thầy. À, trước khi dứt lời hết rồi đó, thầy cầu nguyện giao hộ cho thầy trưởng ban tổ chức, giao hộ cho tất cả các quý thầy, quý sư cô trong ban tổ chức, đức Phật giao hộ cho quý anh quý chị cùng những thầy trong ban tổ chức luôn được khỏe mạnh bình an để hướng dẫn các em trong ngày tu học gặt hái được nhiều thành quả. Và các em có muốn thầy cầu chúc cho các em không? Có mà nhận duyên nhiều quá. Cầu nguyện chi? À, không có cầu chúc số à? Có
cầu chúc cho các em chân vững đá mềm. Hãy dù này những buổi nói chuyện, những bài phát bài ngắn ngủi, nhưng thầy mong rằng các em mỗi một bài phát bài, mỗi một buổi nói chuyện, các em hãy rút hết một điều ngắn gọn để các em thực hành. Quý cái thời gian của chúng ta là nó là vàng.
Còn nếu như không biết thì chúng ta lãng phí thì nó trở thành vô nghĩa. Bây giờ các con sẽ chuẩn bị những ai chưa quy y Tam Bảo thì chúng ta sắp sửa sẽ được quy y Tam Bảo. Quy y Tam Bảo là đi vào một con đường giải thoát vĩnh viễn, xa lìa địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Đó là một cái vinh dự nhất của một con người. Nếu như trên thế gian này tất cả những người đều quy y Tam Bảo thì thầy tin chắc rằng thế giới này là thiên đường của chúng ta. Tại thời gian nó không có nhiều, cho nên là thầy sẽ nói cho các con biết trước về Tam Bảo. Tụi con biết là Tam là mấy? Tam là ba. Bảo là gì? Bảo là quý báu, gia bảo, quốc bảo, bảo vật. Nói chung tất cả cái gì thuộc về bảo là quý báu này, nó bao gồm cả tam thiên, đại thiên thế giới. Trong tam thiên, đại thiên thế giới thì không cái nào quý hơn Tam Bảo. Bởi vì Tam Bảo là đi trên con đường thánh, đi trên con đường thiện, đi trên con đường hoàn toàn xa lìa đau khổ, vĩnh viễn giải thoát, cho nên gọi là quý báu chân. Đau khổ ai cũng sợ, hạnh phúc ai cũng muốn. Mà nếu như muốn được có hạnh phúc thì tất cả chúng ta phải quy y Tam Bảo. Người sung sướng quyền lực như Ngọc Hoàng Đại Đế ở trong kinh của Phật gọi là Thích Đề Hoàn Nhân. Thích Đề Hoàn Nhân cũng có ngày thiên phước bị đọa lạc luân hồi, cũng chưa hoàn toàn giải thoát, mà còn đọa lạc luân hồi thì còn đau khổ. Cho nên chúng ta quy y Tam Bảo. Mà quy y Tam Bảo là các con phải nhớ một điều rằng phải bỏ tất cả các điều ác, làm tất cả các việc lành, thương yêu tất cả các chúng sinh, đó mới là quy y Tam Bảo. Muôn phần chết các ngươi cầm chắc, may sao nhờ các bậc thiện nhân cứu cho ngươi được thoát thân, đến đây là được nhờ ân pháp học. Bởi vì nếu như không có các người mà mua về học sinh thì các con học sinh này sẽ sao? Sẽ bị bắt, bị chặt. Trong cái câu đó có câu như thế này này: hồn còn vướng mắc thì nấu gian sập rồi. Mình vừa mới cắt cổ nó, mổ bụng nó mới chết hay sao? Cái hồn nó chưa được siêu thoát, nó vẫn còn vướng mắc ở chỗ bồn nước, nó vẫn còn vướng mắc ở cái chỗ nhà bếp của chúng ta. Thì chúng ta đã chiên nấu kho xào đã ăn cho cùng hết rồi. Cho nên là chúng ta là hàng ngày thì sao? Hàng ngày chúng ta đây này, chúng ta đang ôm cái nghĩa địa chúng ta ngủ, chúng ta đi ra ngoài nghĩa địa thì chúng ta sợ ma. Nhưng mà chính dạ dày ruột ruột của chúng ta đây là một cái nghĩa địa này. Trôn trâu, bò, heo, gà, rắn rít thì chúng ta trốn hết vào trong này rồi. Đây này, chính cái dạ dày của chúng ta là cái nghĩa địa đầy thây ma, nó chết trong đây này, đầy bao nhiêu những cái ma mà nó đang quan thủ, nó đang theo chúng ta này. Đây là cái dạ dày của chúng ta là cái nghĩa địa. Có phải đúng nghĩa địa không? Đúng không? Nghĩa địa là có công năng gì? Công năng gì? Nghĩa địa là có công năng chôn xác chết. Dạ dày của chúng ta chôn các cái xác chết vào đây. Bao nhiêu hồn ma nó đương vượt mất nó theo chúng ta. Mở quy y Phật rồi từ nay trở đi, các con là một ngày là phải ăn chay tối thiểu là hai ngày, ngày mùng một và ngày rằm. Đó, phải ăn chay. Mà ăn chay là hôm đó là nhớ suốt cả ngày là lên niệm Phật nhé.
Nam Mô A Di Đà Phật. Thì các con ăn chay sám hối và quy y, quy y được như vậy thì các con không đọa vào địa ngục, không đọa vào ngạ quỷ và không đọa vào súc sinh. Và coi như là ngũ giới, giới thứ nhất là các con không được sát sinh lớn như voi, trâu, ngựa, bò, chó, heo, chúng ta không được giết, nhất là đối với con người không được giết, không vì xúc não, không vì đau khổ mà đánh, mà đập, mà chém, mà giết, là giới thứ nhất không được sát sinh. Giới thứ hai không được trộm cắp. Nếu mà xã hội có xảy ra các cái chuyện trộm cắp là nó thiếu văn minh, thiếu văn hóa, thiếu đạo đức, mất những cái điều tốt. Chúng ta là những người quy y Phật không được trộm cắp. Bởi trộm cắp nếu như người ta bắt được rồi thì chính bản thân chúng ta xấu hổ với cha mẹ, xấu hổ với bạn bè, xấu hổ với mọi người. Cho nên cái tội trộm cắp này chúng ta vô cùng xấu hổ. Xong rồi chúng ta bị quả báo nghèo thiếu. Giới thứ ba là không được tà dâm. Là giới thứ ba là chúng ta có người yêu là chúng ta phải chung thành, chung thủy với người yêu. Có vợ chúng ta phải chung thành với vợ. Có chồng chúng ta phải chung thành với chồng. Không có khởi tư tưởng tà mại với người này người khác. Có người yêu rồi mà còn khởi yêu người khác để cho người yêu mình làm gì? Thất tình, đau khổ. Mà quý vị phải biết, nếu như để người yêu của mình thất tình rồi, người yêu của mình đau khổ rồi, thì quý vị biết là nếu như người yêu đối phương của mình mà hận tình rồi thì sao? À, vì học quả thì các con cũng biết. Nếu như để người yêu mà hận tình, thất tình rồi hận tình thì hậu quả gì con cũng biết. Giới thứ tư là không được nói dối. Bởi vì nói dối là làm mất niềm tin của mọi người. Một lần mất tin, vạn lần không tin. Cho nên yêu cầu thì các con không được nói dối. Chỉ trừ những cái trường hợp đặc biệt nói dối không mang hại, không ảnh hưởng đến tính mạng. Chẳng hạn như bây giờ các con muốn cứu một con vật để cho nó khỏi chết, mà gặp một cái người ta đang săn một con vật, người ta hỏi là con có nhìn thấy con vật chạy về đây không? Các con có quyền nói dối. Không thấy nó chạy về hướng tây, không thấy nó chạy đi hướng nào. Đánh đàn hướng thợ săn để mục đích làm gì? Để mình cứu thoát con vật cho nó khỏi chết, để bảo tồn sinh vật. Những trường hợp đó chúng ta được phép nói dối. Cộng sản chạy vào đây không thì các con phải nói là không, chứ không thể các con nói là con vừa mới thấy cộng sản chạy vào đây là chết rồi. Những trường hợp đó là được quyền nói dối, được quyền. Còn những cái các trường hợp khác vì hèn nhát, vì lợi nhuận, vì các vấn đề chúng ta không được nói dối, phải mạnh mẽ chấp nhận nói nhận. Giới thứ năm là không được uống rượu. Bởi vì chính bây giờ trên đất nước Đức là bây giờ người ta đang cấm uống rượu bia, các tiệc tùng người ta cấm hết, cấm toàn quốc luôn chứ không phải là cá nhân. Bởi vì rượu bia là bữa nay không những nam giới uống mà phụ nữ giờ này cũng đang có cấm. Nếu như phụ nữ mà uống sẽ ảnh hưởng đến con cái của sau này, mà những người nam giới mà uống thì cũng ảnh hưởng đến con cái. Mà nhất là thứ rượu bia này nó sẽ làm mất dòng trí tuệ, nó mất dòng trí tuệ. Cho nên tất cả các con sau này muốn con cháu của mình thông minh thì nhất quán các con không nên uống rượu.
vì các cái rượu bia nó đều đưa đến cho chúng ta vào các cái con đường tội lỗi hết. Đâm nhau, chém nhau, mất nước, xe không, đập vợ, chửi con, ẩu đả là do gì? Do rượu. Cho nên quy y Phật rồi, giới thứ năm là không được của rượu. Thế cho nên trong ba điều tam quy ngũ giới, thầy đã nói cho đầy đủ các con hiểu rồi. Đầu tiên thầy vào thầy nói câu gì? Thời gian là vàng bạc, thời gian của thầy dùng đó là đã hết giờ rồi, không thể nói gì thêm nữa. Cho nên thầy chỉ mong rằng sao các con có một cái sự tiếp thu về áp dụng vào cuộc sống của mình cho nó tốt. Bây giờ sẽ đến giờ các con ngọ nhập tam quy và ngũ giới. Quy Phật rồi, hoàn toàn tam điều một, quy
quy y Phật rồi, quy y Phật rồi, hoàn toàn bằng hàng quỷ, hoàn toàn bằng hàng quỷ, quy y tăng rồi, quy y tăng rồi, hoàn toàn bằng bằng sanh, hoàn toàn bằng bằng sanh, quy y Phật rồi, quy y Phật rồi, hoàn toàn bằng địa ngục, quy y Phật rồi, quy y Phật rồi, hoàn toàn bằng ngàn quy, hoàn toàn bằng ngàn quy, mà mong quy thiên thần vị vật. Vì sao vì thiên thần vị vật kia còn bị luân hồi sinh tử, không phải là thật nhân xuất thế gian? Quy và con đã quy y Phật rồi, Phật bỏ thân mạng để con quy y theo ngoại đạo tà giáo. Vì ngoại đạo tà giáo là pháp môn vô lậu giải thoát. Quy y tăng rồi mà bỏ thân mạng về suốt đời không quy y đội dụng ngoại đạo, vì đội dụng ngoại đạo không phải là người già có những quả tham thừa, họ sẽ dẫn nhắc vị bà con vào con đường nguy hiểm. Bà con đã quy y mười phương Phật pháp tăng rồi thì từ nay về sau tăng ở xứ nào, chùa nào hay nước nào đều chuẩn quỷ, không phải chuẩn quỷ tăng chùa mình cầu quy y mà thôi. Như thế mới là một người Phật tử hiện diện chân chánh. Và ngay lúc này đây thầy truyền trao cho các con năm giới cấm. Các con sau khi nghe thầy truyền đọc năm giới cấm, các con đọc là mô truyền đường. Giới thứ nhất, từ nay suốt đời không được diệt hại chúng sanh, là giới của người Phật tử là cha. Vậy các con có thể giữ được không? Giới thứ hai, từ nay suốt đời không được nhan tham trộm cắp, là giới của người Phật tử là cha. Vậy các con có thể giữ được không? Giới thứ ba, từ nay suốt đời không được tà dâm, là giới của người Phật tử là cha. Vậy các con có thể giữ được không? Giới thứ tư, từ nay suốt đời không được nói dối, là giới của người Phật tử tại gia. Vậy bà con có thể giữ được không? Giới thứ năm, từ nay để suốt đời không được uống rượu, là giới của người Phật tử tại gia. Vậy bà con có thể giữ được không? Lần nay các giới từ đã có giới rồi, về từ đây về sau suốt đời từ từ giữ gìn cho thanh tịnh, dầu gặp phải những duyên bất mãn cũng hủy phàm, nếu bên lòng gìn giữ thì đời đời qua lại cũng nhân thiên sở thành Phật quả. Do giới có đức thì giới này mà hoàn toàn vào trong ba đường giữ khi mạng nhau được sát về được cực lạc, nếu như không niệm Phật. Bây giờ là bao Phật dạy lệ tam bảo. Thầy truyền giới đặt cho các con cái pháp nhanh và trao cho các con cái bài quy y. Sau khi các con nhận được cái bài quy y thì về trao vào cái phòng khách hoặc là gian thờ của mình, hoặc ông hoặc là trong phòng ngủ cái nằm nằm của mình, cứ đeo bài quy y ở cái chỗ nào và các con hàng ngày đi ra về thấy thì về nhớ mình đã quy tam bảo và còn những cái pháp đó thì mình phải tại sao thì các con đã có quy y tam quy một giờ xong thì hàng tháng các con thì được ăn chay, các con chay được không? Thì các con nhất là ăn chay tháng thì hai kỳ, ngày 15 ngày 1 thì mà các con ăn chay được thì ăn chay tháng một ngày, hay là 14, 15, 30, 1 thì chúng ta là một cái tự thì là quy tam bảo, còn thì giờ thì chúng ta phải là các con ăn chay tạm chay thì bây giờ mình thích ăn chay rất dễ dàng ăn, và giờ mình ăn chay thì thương tự sẵn sẵn thân mà thì các con nên cố gắng giữ gìn bây giờ mình là họ để tận tâm làm việc cải phàm, thì mà giống như là giới luật ở nhà Phật thì cũng như là giới luật ở xã hội, thì chúng ta không phải một người công nhân tốt mà chúng ta thay phạm phải chúng ta
vượt đèn đỏ hoặc là phóng nhanh hoặc là cực kỳ say xỉn hoặc là buông cả ma túy, buông lòng với những người phụ thuộc vân vân, thì đó là những cái pháp luật của nhà nước mà ta có cái pháp luật trong chùa thì cũng có năm cái điều kiện cấm để bà con giữ gìn. Vì mình trở thành người phụ nữ tốt thì cả con cũng trở thành người công nhân tốt đàng, có người có lợi ích, có lợi ích cho xã hội, có lợi ích cho gia đình, có lợi ích cho xã hội cũng đàng. Chứ còn nếu mà nói mình trở thành người phụ nữ tốt thôi, thì nếu mà chúng ta luôn luôn là phản phản luật pháp của nhà nước ở cái phim bất cứ sóng gì cái ồn ào hoặc là cái phim bất cứ mọi người xung quanh, chúng ta chưa là phải phật tử. Và một người phật tử thì là luôn luôn là trao dồi giữ gìn rồi luật pháp nhà nước theo một tinh thần người có ích và đóng góp cho xã hội, cho đất nước, cho đạo pháp. Ngay lúc này đây các con chắp tay hàng ngực, các con đọc hồi hướng theo thầy. Nguyện đem công đức này, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả, hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đệ tử và chúng sanh đều đồng thành Phật đạo, đều đồng thành Phật đạo. Hôm nay lễ buổi lễ quy y kết thúc, các con ngồi lại.